Anh còn nhớ lần giận nhau nghiêm trọng nhất của chúng mình? Còn nhớ không ta? Để em gợi ý với anh nha. Có lẽ đối với em cái lần nghiêm trọng nhất là cái lần đầu tiên mà anh biến mất. Sau cái cuộc vui của anh. Hôm đó anh đi nhậu có gặp đối tác nữa. Hôm đó không cầm điện thoại, cũng không có mạng, rồi cũng không nhắn tin cho em. Ổn định với Không thỏa đáng. anh thắc mắc đúng không? Rồi anh đi uống cùng mọi người, anh cũng nói là có công việc. Em vẫn nhớ luôn nha, kiểu như em bị cây cú trong lòng em ấy, giờ em không thể quên được cái khoảnh Rồi khắc đó. rồi rồi, anh nhớ cái đó rồi, anh nhớ cái đó rồi, anh nhớ cái đó rồi. Ngày đó là ngày dịp Tết luôn á. Anh xin lỗi.